keo này mình có trộn thêm cát là gì không anh? Xi măng này có trộn cát không? Dạ bột đá. Xi măng bột đá. À xi măng bột đá. Đúng rồi, có bột đá nó mới chắc được chứ. Cái mẫu của nó là đây đúng không anh? À, phải này không? Ồ vậy cái này còn lâu dữ anh ha. Còn làm thêm con công bụng này, đắp công bụng này chứ. Đúng rồi. Nhớ hàng gắn chỉ giờ công của học rồi. Rồi rồi nhớ rồi, anh nhớ em rồi, ok rồi. Em giám sát, em hiện tại giờ em đang giám sát bên tòa án với lại giám sát cái bệnh viện di động ở đây nè. Anh nhớ em hay quá ha. Tôi nhớ hay vậy. Dạ, nãy nghe một tiếng đó. Nào, nghe quen dữ vậy. Nãy nghe nhắc tòa án rồi thấy. Nghe này nhắc tòa án nữa hả? Nghe nhắc bạn đúng rồi, nãy có nhắc bạn đúng rồi. Tại em phái gì cái này nó mới đẹp. Không mấy anh đắp này được hay, tại cái này nó cúng tốn công cán nhiều, với lại người tay nghề cao mới làm được này. Em cứ tưởng nãy em nhìn bên kia ăn cơm nhìn qua tưởng mấy ông già không. Cái này nó thiệt hay, nhìn qua không nhờ thấy hai anh thợ té quá. Cái này thì cái này phải cần tỉ mỉ kiên nhẫn nữa, chứ phải mỗi nước cái đang ở chỗ nào mà ở đây đây à? Giám sát là đang giám sát bệnh viện Nhi Đồng 1 nè. Ba cái lóc bự đó thấy không, ba cái cẩu hấp đó vẫn còn làm cái tòa án, vẫn còn chạy qua chạy lại, tức là sắp xếp ngày này chạy qua đây thì ngày kia vẫn kia không từng, với lại bên kia giờ nó cũng dưới một bằng chưa bàn giao được tiếp á, nó làm cũng từ từ. Nhân công bển làm có 200 người. Sắp hoàn công hay gì?
đúng rồi, cơ bản là sắp xong rồi. Trong tòa án chỗ mấy phòng xử nó ít tép bê, tại tép bê nó bong hết, có tép bê nhưng mà bong giờ bong nhiều lắm, bong đơn vị nhà thầu nó phải vô khắc phục là nhiều lắm. Cái này sau này mình có tính tép bê không ta, cái này nè không biết hả? Đúng, em nghĩ anh quét nhiều lớp lót lên màu trắng, hay là muốn lấy màu trắng lên xong làm màu lên là xong đẹp đi. Anh bê vô là mau bông, nó mau bông. Hồ vàng. Đúng rồi. Như nãy nói anh này nó có sơn sùi. Nãy anh này nó có tổn keo đá là nó chắc rồi, đúng rồi. Là cái này anh chỉ quét lót xong rồi anh lên màu. Là đẹp này, đẹp. Cái này tốn công con vu. Ủa, cái này làm mấy ngày ta? Hai ngày là hai bên luôn hay là một bên thôi? Bên á. Ồ. Là có hai anh làm hay có người nào nữa? Bất kỳ nó lớn kéo thu lại bất kỳ nhỏ. Thấy hai bức này độc quá, độc thiệt, đúng là giống nhà đã có gu không mỹ. Làm 12 giờ rồi đó, mới làm gần 12 giờ chưa với tôi đó. Đúng rồi. À, là mình chạy hơi xa lại đây làm hay sao? Coi nặng này nữa. Dạ, thấy đẹp quá. Ôi, đây mình đang đâu ạ? Hai con này là hai con hạc hay gì ta?